Hôm người của em về đâu cái để quên mỗi điện thoại để quán cà phê kia. Mất bố cái iPhone 6 ấy. Ông không tìm được rồi anh? Hồi trước anh mua một đôi rồi. Gọi lại rồi đã tắt máy bố rồi. Ôi, gì bị gì nhé à? Thì ra cho anh rồi. Anh lại không bật. Đó đèn hết. Hả? iPhone thì dễ. iPhone tìm dễ á? Hôm trước em bị mất ở sân bay em mà tìm được. Nhưng mà tìm như nào? Tìm cho anh cái lao ấy. Anh phải bật. Lúc trước anh phải bật iPhone, anh phải bật cái là tìm điện thoại ấy. Thì sau khi bị mất, nó mở máy ra và bắt được wifi, nó bắt được mạng. Sao lại hộp ra đi con tìm? Anh hộp sẵn. Hai cái thôi, nên mới cân đo xem lấy hơn con ti hay là cái kia.